Bởi vì sao? Cái mẫu bàn tay của chị các đường chỉ nó rối quá nhiều. Nó rất rất là rối, rối như tơ vò đấy, chị thấy không? Các đường chỉ cắt ngang trên mẫu bàn tay của chị nhiều không? Rất nhiều. Đấy, số chị dính với đàn ông là chỉ có khổ. Họ không đánh đập, chửi rủa, xúc phạm vào mình thì họ cũng phá nát hết tiền của mình đi. Đấy, mà xấu số đen đủi nữa lại vừa đánh đập vừa chửi rủa lại còn vừa phá của mình đây nữa. Chị có thấy như vậy chính xác không? Chị hai đời chồng rồi, chồng thứ nhất thì chị anh ấy cũng tốt lắm bằng với chị, nhưng mà anh ấy bị nghiện. Anh nghiện thì anh phá, nói chung là anh cũng đi làm nhưng mà thực ra anh cũng nghiện, anh cũng hút hít hết. Xong rồi thì chị ở với anh ấy 5 năm được hai đứa nhỏ. Xong sau vài năm cái anh này xong chị cũng sinh một đứa nhỏ nữa. Nhưng mà anh ấy thì cũng bình thường thôi, nhưng mà tất cả mọi thứ trong gia đình là chị phải chu toàn, anh cũng mặc kệ. Sống với nhau khoảng 5 gì đấy thì chị mới mới bỏ khoảng 2020. Anh ấy mà cũng thực ra thì mình có ở với anh nào thì chị cũng vẫn phải tự lập chứ cũng không không bà mấy. Đã bảo rồi, số chị dính đàn ông là khổ. Không xúc phạm chửi rủa thì cũng phá nát hết tiền của đấy. Thế cái người nghiện nó phá hết của chị đi nó còn gì nữa, đúng không? Còn cái người Ôi chị rồi chị hồi đầu chưa nghiện thì anh chị rất là tốt, cho khi anh nghiện rồi chị để chỗ nào cũng chị cũng cũng mất hết, tại vì là mình chính mình để mình còn quên chứ ông cái chỗ nào cũng biết. và nó nuôi con nghiện trong nhà mà không biết tiền nào cho đủ hết. Rồi lúc nó lên cơn nó thèm rồi, mà mấy người nghiện thì miệng nói hay lắm. Bình thường thì thực ra tâm anh cũng tốt, nhưng mà có cái là anh ấy nghiện thì anh ấy trở thành người khác thôi chứ Vâng. không không phải anh ấy. Vâng. Thì đấy Nhưng mà số nghiện thì làm sao mà thành người bình thường được Vâng. ạ? số chị thì không dính đàn ông là đời chị đỡ khổ. Còn dính thì đàn ông chị còn khổ, chỉ sướng lúc ban đầu thôi, còn về sau là khổ toàn tập. Tốt nhất đừng dính đàn ông nữa, bởi vì sao? Cái đường hôn nhân của chị nó quá mờ lạt đi. Tiếp theo là đường chỉ tâm đạo bị cắt quá nhiều, các đường chỉ trong lòng bàn tay nó bị rối loạn, cắt xé rất nhiều. Nhưng mà bạn tụi này cũng có lét không em? Em nó Nét cũng dối. nét đường chỉ sinh đạo thì rất đậm, chí đạo cũng rất là đậm, tâm đạo cũng đậm. Tâm đạo thể hiện là người có tâm, sống luôn hy sinh vì người khác. Đúng Đây. rồi, chị tập thì thôi thì mình làm. Luôn luôn hy sinh vì người khác và chịu phần cay đắng về bản thân. Đường chí đạo thể hiện là người thông minh, có đầu óc tính toán chứ không phải là ngu đần gì hết. Cũng là người chịu thương, chịu khó và kham khổ đấy. Có đường chỉ du lịch rất đẹp là số phải đi xa quê và đi xuất ngoại, cụ thể là đi xuất ngoại đấy. Từ năm 18 tuổi tuổi Và ngũ là mình lớp 12 chị sang đây, chị đang ở ở nước nào? bên Cầm máy sát vô, cầm máy sát vô em mới nghe rõ được, em nói câu chuyện nó bị đứt quãng. chị đang ở bên Đức. Vâng. Đấy. Đúng không? Tay nhìn cái tay này em đoán được về cuộc đời đang ở đâu, là số phận sẽ như thế nào. Còn về đường sinh đạo của chị rất đậm sâu, số này thì sống lâu. Nhưng mà xuất hiện quá nhiều đường chỉ thất thoát tiền của. Và trên gương mặt của chị nữa, cái lỗ mũi của chị nó quá rộng đi. Lỗ mũi rộng lắm, vì thế tiền của vào được bao nhiêu ra sạch. Chả có tích góp được. Tiền bạc vào đó rồi lại ra đó rồi lại mất hết thôi, chán lắm. Số này thì chắc phải đợi con cái nó lớn lên cả rồi sau này mình mới bớt khổ được. Chứ mà mình vẫn còn khổ dài, tuổi 81 này, Tân Dậu này được khổ lắm. Cho chị một câu thơ nói về cuộc đời chị xem có đúng không nhé. Chị 81 là tuổi Tân Dậu đúng không? Đứng hàng chữ Tân đúng không? Rồi, nghe này. Tân tang lao khổ bấy lâu ngày, duyên nợ mấy lần chịu đổi thay. Hiền hiếu xa quê thành sự nghiệp, phước trời hậu vận hưởng lâu dài. Vậy cái câu thơ nó nói điều gì? Tân tang lao khổ bấy lâu ngày, đó là số chị đứng hàng chữ Tân là phải lao khổ vất vả, thì chị bây giờ chị thấy quá khổ chưa?
Đấy, biết Bây giờ bao nhiêu ngày, biết bao nhiêu ngày khổ rồi. Duyên nợ mấy lần chịu đổi thay. Thì đúng là bây giờ là mấy lần duyên nợ để đổi thay rồi, đúng chưa? Câu thơ nó nói không sai. Hiền hiếu xa quê thành sự nghiệp, có nghĩa là số phải chắc chắn phải xa quê để lo tròn cái đạo hiếu. Không những lo cho bản thân mình, lo cho con cái mình mà phải lo cho cha mẹ ở quê nhà đấy, anh chị em người thân. Đúng chưa? Hiền hiếu xa quê. Phước trời hậu vận hưởng lâu dài, có nghĩa là sau này con cái của chị nó sẽ phụng sự, nó sẽ lo lắng cho chị về hậu vận. Cuộc đời của chị có được coi nhờ. như chắc chắn sẽ được nhờ về con nhé. Đứa đầu tiên, con trai lớn mùng 8 tháng 6 2022 âm lịch. Đứa này Đúng thì rồi. khi cái tuổi mới lớn này nó sẽ hơi ham chơi. Ham chơi và hơi khó bảo. Bất thời điểm này nó đang học đại học mà bây giờ nó không học được nữa. Chị buồn lắm, sáng này chị đang chán, tháng sắp xuống thẳng. Em cũng xin trả lời. Thứ nhất là do hoàn cảnh thiếu sự quan tâm giữa cha mẹ. Cha mẹ thì cứ đi làm quần quật, cha mẹ chia tay nhau rồi đi làm, mỗi người mỗi phương, không có ai dạy dỗ bên cạnh con thì tất nhiên nó phải hư rồi. Làm sao mà hiếm có người nào con ngoan mà không có sự dạy dỗ từ cha mẹ, mà hiếm, mà nó ngoan lắm. Để đày để lều vậy làm sao mà ngoan được. Nhưng mà đối với cái ngày tháng năm sinh này thì em thấy sau này cháu cũng sẽ có công việc ổn định, dần dần nó hết cái độ tuổi nó chơi đi rồi nó cũng biết tu chí làm ăn thôi nhé, không đến nỗi mà hư hỏng về thế này thế kia đâu nhé. Chị ơi, bây giờ cháu nó đang học học mà bây giờ không học nữa thì năm cháu muốn đăng ký, bây giờ cháu muốn đăng ký học nghề thì liệu thế nào Được, được cho không nó học ạ? nghề đi, cho nó học nghề đi, cho nó va chạm đi. Học nghề thì mình đăng ký là học được nhưng mà liệu cháu có nó có tu chí không hay nó lại vẫn ham chơi ạ? Trả lời cho chị, nó còn chơi đến tận năm 30 tuổi nữa cơ. Thì nó học cái gì rồi giờ? Đúng rồi, nó còn chơi, cứ kệ nó đi, không sao, cứ để cho nó trải nghiệm, có dại thì mới có khôn. Nhiều khi là cái đứa trẻ cái đúng cái số nó phải như vậy. Nó toàn tin người ngoài hơn là tin mình không à? Rồi cứ kệ nó, rồi xã hội nó sẽ dạy cho nó bài học. Sau mỗi cái lần ngu, mỗi cái lần thất bại, mỗi cái lần ngu ngốc, dần dần cháu sẽ hiểu ra nhé. Còn đối với Rõ cái như ngày thế nào? Cho nên là không thể nhịn. còn đứa thứ hai, con gái 12 tháng 9 2004, đứa này hôn nhân trắc trở. Sau này đứa này cũng mấy đời chồng như chị, khổ vì đường hôn nhân lắm. Nhưng mà cũng có hiếu, nó cũng có hiếu. Nó hợp với kinh doanh nhiều hơn, hoặc là làm móng làm neo hay cái gì làm tự do đấy. Nhưng mà cái đường hôn nhân của cháu sau này lận đận. Chữ giáp nó sinh hàng tháng 9, nó vướng phải cái bộ sao đó là sao cô thần quả tú. Hôn nhân sau này nó cũng mấy đời chồng như chị. Còn con trai nhỏ thứ ba 23 tháng 9 2009, đứa này cũng hơi hơi cứng đầu đấy, cũng phải quản lý thật chặt ngay từ bây giờ đi nhé, không nó dễ đi theo vết xe đổ của đứa 2002 đấy. Em hỏi cái cháu thứ hai ấy, bây giờ cháu đang học, liệu sau này cháu có công việc của cháu có liên quan đến học hành hay là Trái ngành trái nghề, học vậy thôi nhưng mà cũng làm cái khác ạ? đúng rồi, trái ngành trái nghề Chứ không theo cái ngành học của mình nhỉ? chính xác. Con này nó cũng cực lắm. Mẹ sau này số phận cháu có đỡ không thầy? Cháu thứ ba thì học nghề nó cũng hơi cứng đầu đấy. Ba người con của chị đứa nào cũng cứng đầu hết, không có đứa nào Thế gọi chị là hiền lành đâu, không có, không có chỗ đường này. ta chị cũng chẳng nghĩ nhờ con đâu, nhưng mà chỉ muốn chúng nó có công việc ổn định, sau này tự lo bản thân tốt để mẹ đỡ Nhưng mà đỡ phải lo lắng. rốt cuộc mấy đứa con này sau này chị cũng được nhờ, chứ không phải là không được nhờ. Em đã dự đoán ngay từ đầu này sẽ được nhờ về con cái, chứ không phải là không được nhờ. Nhưng mà cái độ tuổi để mà chị được nhờ đấy chắc phải ngoài 50. Lúc đó các cháu mới thực sự nó khôn lớn. Bây giờ chị muốn nghe 3 tuổi rồi, chả bao giờ nghĩ là các con đâu, nhưng mà chỉ mong các con bình an với lại công ăn việc làm ổn định thôi, chứ còn con kiểu con bên đây nó tổ lắm thầy ạ.
nó tổ thật thà lắm, mà nó gương nó không như là kiểu con Việt Nam nhà mình đâu. Nói chung là chị không phải quá lo lắng. Ừ, anh ơi em đi ra hỏi về cái chuyện tình duyên của mình. Mình quen cái anh này sinh năm lịch dương thì mùng 10 tháng 2 năm 68, nhưng mà lịch âm thì tháng 12 năm 69. À nó lịch dương dương thì mùng 10 tháng 2 năm 68 và 69. Lịch âm thì là 24 tháng 12 2000 năm 1968. Thì liệu như thế nào đấy? 68 Mậu Thân, cung Cấn mệnh Thổ. 81 Tân Dậu, cung Càn mệnh Mộc, Thổ Mộc tương khắc, Mộc khắc Thổ. Sẽ chả đi tới đâu hết. Sẽ chả đi tới đâu hết. Rốt cuộc chả đi tới đâu nhé. Mình chỉ làm bạn thôi chứ không có lấy thì cũng chỉ mãi là để Đúng rồi, chính xác. Đời cũng chả đi tới đâu hết, đời cũng sẽ sinh ra nhiều mâu thuẫn rồi lại chả chả đi tới một cái hồi kết tốt đẹp. mà nếu mà cứ làm bạn thì em cũng không có thích sống chung ấy. Vâng. Nhưng mà mình xem cái tuổi cái hai cái tuổi này cũng là cung sinh khí mà cũng có được không? Em chả biết chị xem ở cung nào nhưng em kết luận lại cho chị một câu, nó là chị với người này sẽ không đi tới đâu cả nhé. Cái đường lương duyên của chị nó quá dang dở, nó quá dở dang đi. Hôn nhân thì mờ tịt chả thấy đâu, chán lắm. Có hai và chơi không biết kiểu gì. Chán lắm. Công việc của chị có ổn không em? Năm nay xét về năm nay 1981 tuổi Tân Dậu, năm nay 43 tuổi. 43 tuổi vận trình là sao Thái Dương. Năm nay thì bắt đầu từ giữa năm công việc của chị sẽ tốt hơn. Nó sẽ nhiều việc hơn mà kinh tế nó sẽ khá hơn với tầm giữa năm nay, còn đầu năm thì lai rai chậm chậm. Có cái gì trở ngại em thấy? Không, chả có gì trở ngại cả. Mắc nợ gia đình, mắc nợ người thân, cứ thế phải đứng ra phải gánh phải lo. Để tự mình nó ai bắt đâu. Vâng. Chị đang xây nhà, chị đang xây nhà mà chị mới xây được cái móng. Năm nay chị được tuổi làm nhà đúng không? Được, năm nay được tuổi làm nhà nhé. Chị xây nhà thì trong cái quá trình xây nhà có cái ví dụ mà mình khó khăn, ví dụ mà mình thiếu hụt về kinh tế thì mình có nhờ được cái anh kia không? Không đáng kể, một phần ít thôi, nhỏ thôi, không đáng kể, họ trợ giúp trả được nhiều đâu nhé. Chị biết rồi nhưng Đừng có quá trông cậy. thì mình cũng có trông cậy nhưng mà mình đặt ra chị muốn học. Thì em trả lời cho chị đó đấy, rút chút ít không đáng kể. Thật lòng với chị hay là anh ấy chỉ Em cái điều này thì em không biết, em không xem được chỉ tay người ta vì em chả biết được người ngay hay người thẳng. Em như em chỉ biết một cái kết quả, đó là chị với người này sẽ chả đi tới đâu, rõ ràng là như vậy. chỉ cờ mình là bình yên đúng không? Dạ đúng rồi, chính xác nhé. Chị đẻ vào cái ngày 13 tháng 5 âm lịch ấy. Mẹ chị bảo từ 5 đến giờ sáng. Khoảng là cái tầm khung giờ giữa, nghĩa là từ chắc là tầm 6 giờ hay 5 rưỡi 6 giờ gì ấy, mẹ chị bảo thế tầm mới là tầm giao ca buổi sáng. Tầm giao ca sáng thì đẻ cái khung giờ ấy thì có quá vất vả không em? Hồi hiện tại chị đã thấy nó quá vất vả rồi chứ cần gì phải coi nữa. Chị quá vất vả. Và bên đến thời điểm này chị 40 mấy tuổi rồi thì sau này chị có đỡ hơn không hay là cứ suốt ngày nãy giờ em có nói rồi, nãy giờ có nói nhưng mà chị không chịu nhập tâm. Em có nói rồi thì từ ngoài 50 tuổi là chị sẽ được nhờ về con,
lúc đó các cháu sẽ ổn định và mình bớt phải lo cho chúng nó nhé, rồi chị sẽ ổn định, lúc đó nó sẽ lo ngược lại cho chị nhé. Bao giờ chị nghĩ đến nhờ chúng nó, tại vì chúng nó tổ lắm. Rồi thế chị nhé, có gì thắc mắc nhắn tin lại cho em.